Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý lỗi pressure vacuum. Trường hợp này thì xảy ra hai trường hợp, một là có thể do cái áp suất, hai là do áp suất không. Chúng ta sẽ vào phím hép, chúng ta kiểm tra đã thấy. Như vậy là cái trường hợp này là lỗi cái áp suất chân không rồi. Hiện nay thì chúng ta xử lý bằng cách là điều chỉnh cái núm, điều chỉnh ở bên cạnh bên máy, ở máy làm sao cho nó về 250. Trường hợp thứ hai, nếu mà có nước thì ở trong bẫy nước thì người ta đổ đi, kiểm tra đường ống, báo cho nhà sản xuất. Báo nhà sản xuất thì trường hợp này là khả năng do cái mòn của da bơm. Nếu mà mòn da bơm thì chúng ta phải thay da bơm rồi. Thay bơm này chúng ta liên hệ với nhà sản xuất. Nhưng mà để cái thời gian mà chờ nhà sản xuất lên á, mình hôm nay hướng dẫn các bạn cách khắc phục chạy tạm thời. Chúng ta vào service, bấm C9.0, sau vào service rồi chúng ta vào select, chọn vào service này, 9, sau ta vào setting, xong ta chọn, chọn thì mục thứ hai nó có cái hardware limit ấy, số 2 này, rồi ta di chuyển chuột xuống cái vùng VCML, ta chỉnh giảm đi, giảm xuống còn 70 đi, xong chúng ta ấn enter, rồi ta chọn select và chọn set, xong rồi các bạn chạy thử một mẫu xem các bạn sẽ khắc phục tình trạng này như thế nào. Nếu không được thì các bạn để comment, mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Đó các bạn thấy lúc này chúng ta chạy là nó ra kết quả rồi. Nhưng mà các bạn nên nhớ đây là một cái trường hợp khắc phục tạm thời khi nhà sản xuất chưa lên. Các bạn chạy một thời gian sau thêm nữa mà khi cái da bơm nó mòn á, mà nó dưới cái giá trị 70 á, thì lúc này chúng ta có không thể khắc phục nữa và bắt buộc chúng ta phải thay da bơm. Nếu nhà sản xuất chưa lên thì chúng ta tắt máy, chờ chúng ta thay cái da bơm thì chúng ta mới cho hoạt động tiếp. Xin chào các bạn.